chức xin được trân trọng công bố các danh hiệu cá nhân của giải năm nay như sau. Có 2 vận động viên nhận được giải vận động viên chủ công xuất sắc, bao gồm vận động viên Kim Hyun Ju, vận động viên số 12 của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Xin được chúc mừng vận động viên Jong Jin Sim số 3 đến từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Có 2 vận động viên nhận được giải vận động viên phụ công xuất sắc nhất giải. Xin được chúc mừng vận động viên Bùi Thị Nga, vận động viên mang áo số 16 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Xin được chúc mừng vận động viên Azra Tasti Siari số 14 đến từ câu lạc bộ NEC Red Rocket đến từ Nhật Bản. Và giải vận động viên đối chuyền xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Đặng Thị Kim Thanh, vận động viên mang áo số 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Giải vận động viên chuyền 2 xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Sukada Siori số 3 đến từ câu lạc bộ NEC Red Rocket Nhật Bản. Vận động viên nhận được giải vận động viên libero xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Kojima Manami, vận động viên mang số áo 16 của câu lạc bộ NEC Red Rockets của Nhật Bản. Vận động viên nhận được giải vận động viên toàn diện nhất thuộc về vận động viên Yanagita Mizuki số 4 đến từ câu lạc bộ NEC. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam sẽ lên trao giải vận động viên chủ công xuất sắc nhất cho 2 vận động viên. Đó là các vận động viên Kim Hyun Ju số 12 của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên. Đó chính là vận động viên Jong Jin Sim số 3 đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, và xin được chúc mừng 2 vận động viên Kim Hyun Ju và Jong Jin Sim của đội tuyển Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên với giải thưởng vận động viên chủ công xuất sắc nhất giải. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Tào Viết Hải, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ lên trao giải vận động viên libero xuất sắc nhất của giải năm nay. Xin mời vận động viên Kojima Manami số 16 của câu lạc bộ NEC Red Rockets tiến lên phía trước để nhận giải. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Lâm Thành, giám đốc điều hành kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam lên trao giải vận động viên phụ công xuất sắc nhất cho 2 vận động viên. 2 vận động viên nhận được danh hiệu vận động viên phụ công xuất sắc nhất là Bùi Thị Nga, số 16 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vận động viên Aratani Siari, số 14 của câu lạc bộ NEC Red Rocket đến từ Nhật Bản. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Lâm Thanh, giám đốc điều hành kênh VTV8 Đài Truyền Việt Nam, và xin được chúc mừng 2 vận động viên Bùi Thị Nga và Aratani Siari. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đồng trưởng ban tổ chức giải, sẽ lên trao giải vận động viên đối chuyền xuất sắc nhất của giải năm nay. Xin mời vận động viên Đặng Thị Kim Thanh số 2 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận giải. Cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đồng trưởng ban tổ chức giải. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Tân,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải đấu lên trao giải vận động viên toàn diện nhất của giải đấu năm nay. Và xin mời vận động viên Yanagita Mizuki, số 4 của câu lạc bộ NEC Red Rocket đến từ Nhật Bản, tiến lên phía trước để chuẩn bị nhận giải. Xin được cảm ơn ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải. Và xin chúc mừng cho vận động viên Yanagita Mizuki. Kính thưa quý vị, ở mỗi kỳ VTV Cup luôn có một danh hiệu cá nhân mà mọi vận động viên đều mong muốn sở hữu. Để trở thành chủ nhân của danh hiệu này, người chiến thắng phải là người vừa có sắc đẹp, vừa có tài năng, lại nhận được sự mến mộ của cả khán giả và chính các đồng nghiệp tham dự giải đấu. Đó chính là danh hiệu Hoa Khôi Miss Volleyball của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Cuối cùng, những phiếu bầu đã giúp chúng ta tìm được chủ nhân của vương miện Hoa Khôi Miss Volleyball VTV Cup Tôn Hoa Sen 2014 và 2019. Và phần thưởng này thuộc về vận động viên mang số áo đeo 17 của câu lạc bộ Antey Kazakhstan, vận động viên Dinara Sidikova. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn bóng truyền Việt Nam sẽ lên trao giải cho vận động viên đoạt danh hiệu Hoa Khôi Miss Volleyball của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn bóng truyền Việt Nam, và xin được chúc mừng vận động viên Dinara Sidikova của câu lạc bộ Antey tới từ Kazakhstan đã giành danh hiệu Hoa Khôi Miss Volleyball VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải cho các danh hiệu tập thể. Đội giành giải khuyến khích của VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 là đội Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Đội đoạt giải phong cách của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 là đội tuyển bóng chuyền nữ Australia. Đội xếp hạng tư Trung Quốc của VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 là câu lạc bộ Phúc Kiến tới từ Trung Quốc. Xin mời đại diện của ba đội bóng giành các giải khuyến khích, giải phong cách và đội xếp hạng tư Trung Quốc sẽ lên nhận giải thưởng của ban tổ chức. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu lên trao giải cho ba đội giành giải khuyến khích, giải phong cách và giải xếp hạng tư của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Trần Đình Tài, Giám đốc Marketing Tập đoàn Hoa Sen, và ông Võ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Unicom sẽ lên trao các giải khuyến khích, giải phong cách và giải hạng tư của VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Xin trân trọng kính mời ông Trần Đình Tài, Giám đốc Marketing Tập đoàn Hoa Sen, và ông Võ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Unicom sẽ lên trao các giải thưởng, giải khuyến khích, giải phong cách và đội xếp hạng tư của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Cảm ơn ông Nguyễn Lâm Thành, Giám đốc điều hành kênh VT8 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn ông Trần Đình Tài, Giám đốc Marketing Tập đoàn Hoa Sen, và ông Võ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Unicom. Sau đây là phần trao giải cho ba đội bóng có thứ hạng cao nhất
của VTV Cup Tôn Hóa Sen 2019. Đội giành giải ba chung cuộc của giải đấu năm nay là đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội đoạt giải nhì của VTV Cup Tôn Hóa Sen 2019 là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và nhà vô địch của VTV Cup Tôn Hóa Sen 2019 là câu lạc bộ NEC Red Rockets tới từ Nhật Bản. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu xuống trao giải cho ba đội có thành tích tốt nhất của giải năm nay. Xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình Đài Truyền Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền Việt Nam. Và ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ lên trao giải cho đội xếp hạng 3 chung cuộc của giải năm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và xin chúc mừng đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã có kết quả đạt hạng 3 chung cuộc của VTV Cup Tôn Hóa Sen năm 2019. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu xuống trao giải cho đội xếp hạng nhì chung cuộc của giải đấu năm nay. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải đấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao, trưởng ban tổ chức giải đấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đồng trưởng ban tổ chức giải. Quý vị đại biểu và chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có kết quả xếp hạng nhì của VTV Cup Tôn Hóa Sen 2019. Và bây giờ, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sẽ trao huy chương vàng cho đội vô địch VTV Cup Tôn Hóa Sen năm 2019, câu lạc bộ NEC Red Rockets tới từ Nhật Bản. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đinh Văn Thu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực Điều hành Tập đoàn Hoa Sen. Xin mời các quý vị đại biểu sẽ cùng xuống sân và trao huy chương vàng cho đội đã đăng quang tại VTV Cup Tôn Hóa Sen năm 2019, câu lạc bộ NEC Red Rockets tới từ Nhật Bản.
ta đã xác định được đội bóng giành chức vô địch tại giải đấu truyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2019. Chức vô địch rất xứng đáng thuộc về NEC Red Huskies của Nhật Bản. Tuy nhiên cũng phải dành lời khen ngợi cho các cô gái của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam khi họ đã chơi một set đấu, đặc biệt là set đấu đầu tiên, rất hay và quả cảm. Và chúng ta sẽ cùng trở lại phần bình luận sau trận đấu với sự góp mặt của nhà báo Nguyễn Lưu cũng như là bình luận viên Anh Tuấn. Xin được hỏi nhà báo Nguyễn Lưu là ấn tượng của ông sau trận chung kết này cũng như là của cả giải đấu VTV Cup đó là gì, và đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam chúng ta đã học được những gì sau giải đấu này? Rất là nhiều, nhưng chúng ta cũng không nên mất thời giờ làm gì. Ấn tượng của tôi là lại một lần nữa VTV Cup đã chứng minh được rằng đó là cái giải có uy tín lớn nhất thể thao trong năm ở đây. Đây là một cái điều rất rõ khẳng định lại về tính chuyên nghiệp, về hiệu quả, về chất lượng, về tác động về chính trị, xã hội, về thể thao, về đời sống. Như thế còn học được cái gì thì tôi thấy cái bữa này là một lần nữa chúng ta lại thấy các cái màu sắc khác để làm giàu thêm cho kiến thức thể thao. Và như nhà toán học đã nói, và sáng nay tôi nói lại rồi, cái điều quan trọng nhất là đã giới thiệu một loạt những gương mặt trẻ cho chúng ta để hướng đến tương lai. Còn nhìn về cái giải cuối cùng lúc nãy mà chúng tôi vừa đọc qua thấy trao các giải năm nay, ba cái giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, và cái thì tôi nói một câu rất tình cảm, đây là một cái kết thúc có hậu của một cái giải có truyền thống. Và thực sự thì chức vô địch với câu lạc bộ của Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải bàn cãi. Họ chơi một trận đấu rất hay, tất nhiên là họ có lợi thế hơn về mặt thể lực khi mà chúng ta phải bắt sức kiệt sức và lại thiếu một Thanh Thúy, nhưng có thể thấy rằng là đó đã là một thành tích rất ấn tượng rồi. Với đội tuyển Việt Nam như vậy là kết quả mà chấp nhận được, kết quả mà chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực để hướng đến SEA Games 30. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có được hai danh hiệu cá nhân của Bùi Quỳnh Nga, Cô Công và Kim Thanh, vận động viên đối truyền. Và đây là năm thứ hai liên tiếp mà Kim Thanh giành được cái danh hiệu vận động viên đối truyền xuất sắc nhất cả. Và có thể thấy rằng là đến thời điểm này, khi mà trận chung kết đã kết thúc và VTV Cup năm 2019 tiếp tục là một trận đấu thực sự ấn tượng và thành công về cả khán giả như là về mặt chuyên môn. Nếu nói thêm một chút thôi, có một sự tiếc nuối nào đó thôi, thì thật sự là tôi tiếc cho Lâm Hoành. Lâm Hoành năm nay chơi hay quá, đặc biệt hiệp một vừa rồi hiệp thắng Lâm Hoành có thể nói là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm với Lâm Hoành và cả Thu Hoài nữa. Cái vị trí truyền hai liên hồn này rất tuyệt vời hôm nay, thì đây tôi cho một nét mới, còn các cầu thủ trẻ tốt cả rồi, đó mình biết cả. Như nhà báo Nguyễn Lưu đã từng nói rằng là ở mỗi kỳ VTV Cup thì chúng ta lại giới thiệu được một gương mặt mới, và hôm nay thì Tú Linh tiếp tục chơi rất hay trong một trận đấu mà có rất nhiều áp lực, và kể cả khi đồng đội của mình đã có những dấu hiệu mệt và xuống sức thì Tú Linh vẫn là một nhân vật chơi rất sông sáo, và đây có lẽ sẽ là một trong những vận động viên tài năng của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam và phát triển hơn nữa, đúng không ạ? Bình luận viên Anh Tuấn, anh có định nhận xét gì về riêng cá nhân của cô gái rất trẻ Tú Linh trong ngày hôm nay? Thực sự đối với tôi thì Tú Linh là một cái phát hiện lớn của VTV Cup năm nay. Trước đây thì Tú Linh đánh trong màu áo của công đoàn công thương và đội tuyển U23 nhưng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng đúng là nhiều khi trong cái may có cái rủi, khi mà Thanh Thúy gặp chấn thương thì Tú Linh mới lại người có cơ hội. Nếu như Thanh Thúy không chấn thương thì tôi nghĩ rằng Tú Linh không có cơ hội để đánh chính trong cả trận đấu bán kết và trận đấu chung kết. Nhưng có thể thấy rằng là khi mà Thanh Thúy chấn thương, chúng ta lại phát hiện ra được Tú Linh chơi rất năng nổ, rất sông sáo, và đặc biệt là tinh thần thi đấu. Và tôi nghĩ rằng là mặc dù vào sân với một cái trận đấu mà đối thủ mạnh hơn và khán giả đông như vậy, nhưng Tú Linh không hề mất tâm lý mà trái lại chơi rất hay. Và một lần nữa thì có lẽ chúng ta cũng nên nói một chút tới thể lực của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Phải công nhận một điều là họ đã bị vắt quá nhiều sức lực trong trận đấu bán kết của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rồi, nhưng có vẻ như là các cô gái của chúng ta cũng cần phải cải thiện hơn điểm yếu thể lực, khi mà trong set đấu đầu tiên giành chiến thắng tới set đấu thứ hai gần như là chúng ta dối vị trí, chúng ta không thể thi đấu được nữa bởi vì là các vận động viên họ quá mệt rồi. Rõ ràng đấy là các nhà chuyên môn thì có thể khai thác kỹ hơn, thì tất nhiên là về chơi thể thao thì mọi sự phải là công bằng. Bạn đấu thì tôi cũng đấu, nhưng mà dù sao ta thấy ra nhìn hơi đội Nhật đấy, họ đánh đến hiệp thứ ba mà họ vẫn bật lên lần thứ hai vẫn tốt. Các cầu thủ chúng ta sau hiệp thắng rất là tuyệt vời, thì tôi để ý rất kỹ thì bật lần thứ nhất mà nếu bóng phải đến mình nó bật lần thứ hai khác ngay lập tức đấy, thì đấy cái dấu hiệu tôi không muốn mất điều thời gian đó lại nữa. Và thực ra thì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng thì kể cả đội tuyển Việt Nam có đầy đủ thể lực đi chăng nữa, hay là có cả Thanh Thúy, chúng ta cũng có thể chưa chắc đã thắng được họ. Bởi vì thực ra chúng ta nhìn thấy là khi mà ở set đầu họ hơi bị tâm lý về khán giả nên họ chơi không tốt,
và sau đó họ bám đuổi tỷ số và chúng ta chỉ thắng sát nút 27-25. Nhưng tôi thấy là sau khi mà họ đã bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ trận đấu và bắt đầu làm quen được với không khí khán giả thì họ bắt đầu triển khai được những đường đánh phát bóng cực kỳ tốc độ, phát bóng cực khó, và đội tuyển Việt Nam lúc đó là bộ đội bộc lộ nhiều sai sót bước một và cái đội hình của chúng ta đã bị rối, và việc mà các cầu thủ của NEC hoàn toàn đã áp đặt được thế trận thì họ hoàn toàn giành chiến thắng một cách xứng đáng. Những đánh rất hay, không có thời gian nói lại những miếng đánh nửa nhanh nửa chậm, đánh lừa được giảm chán hết, nguyễn nóng rất là hay, những đánh rất tỉ mỉ và công phu. Vâng, nói chung là chúng ta phải công nhận một điều là Nhật Bản quá mạnh, cho nên là sẽ có rất nhiều lời khen ngợi cho đội bóng này. Và trận đấu này thì cũng đã là trận đấu cuối cùng của giải đấu, và hai vị khách mời có đánh giá gì về cái những cái tác động tích cực mà giải đấu mang lại đối với phong trào bóng chuyền và đối với niềm yêu mê bóng chuyền của bà con Quảng Nam, khi mà rất nhiều khán giả đã có mặt cùng với các cô gái của đội tuyển Việt Nam, và chắc chắn là về sau họ cũng sẽ theo dõi những bước chân của các cô gái đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Vâng, thực chất thì VTV Cup năm nay chúng ta lại được thấy một lần nữa là Quảng Nam lại được truyền hình để nói là quảng bá rất nhiều về hình ảnh du lịch, và các vận động viên được đến với nhiều những danh lam thắng cảnh của Quảng Nam. Và chúng ta thấy là trước khi giải đấu bắt đầu, trailer về hình ảnh của Quảng Nam được phát liên tục trên truyền hình rất nhiều các bản tin của chúng ta, và có thể thấy rằng quảng bá hình ảnh của Quảng Nam thực sự được quảng bá rộng rãi và bạn bè trên thế giới biết đến nhiều hơn về một Quảng Nam thực sự là mến khách và với nhiều những phong cảnh danh lam thắng cảnh rất là đẹp. Và có thể thấy rằng là một lần nữa phải nói rằng tôi cũng xin thực sự là chân thành cảm ơn tình cảm của khán giả Quảng Nam dành cho VTV Cup. Họ đã không quản ngại thời tiết trời nắng mưa vẫn có cố gắng để có mặt trong trận thi đấu, và tôi thấy là rất nhiều khán giả đã không vào được trận thi đấu nhưng cũng thực sự là thông cảm với ban tổ chức, bởi vì là nhà thi đấu quá nhỏ trong khi tình yêu thì quá lớn, nên thực sự là những khán giả không vào được sân thì cũng thể thông cảm với ban tổ chức, và họ cũng đã được chứng kiến một sắc màu VTV Cup ở phía ngoài thi đấu qua màn hình lớn. Và tôi thấy rằng là bóng chuyền VTV Cup năm 2019 tiếp tục là một cái động lực để cho bóng chuyền Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh, và đặc biệt là hướng tới SEA Games cuối năm. Trong gần 10 ngày ở Quảng Nam thì điều gì khiến nhà báo Nguyễn Lưu ấn tượng nhất ạ? Sao ạ? Trong gần 10 ngày ở Quảng Nam thì điều gì khiến ông ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất thì rất là khó nói. Chỉ có điều là rất nhiều thứ ấn tượng, đúng vâng, không ạ? Rất nhiều cái phụ nữ rất là yêu bóng chuyền, và đặc biệt là các chị, các bác lớn tuổi. Dạ. Thì tôi thấy là như vậy. Tôi cũng hay đi xuống các cái bậc xem của khán đài của các giải, thì như ở Quảng Nam thì rất nhiều chị, nhiều mẹ rất lớn tuổi, có bà mẹ còn đang nghe chầu cơ, quay và mất truyền hình thì không có được góc độ rất là tuyệt vời đó. Dạ, vâng. Thì đây cũng là một cái nét mới. Vâng, và đây cũng chính là điều mà ban tổ chức của giải rất mong muốn, đó là bên cạnh việc tạo một sân chơi cho các vận động viên thì sẽ giúp lan tỏa tình yêu bóng chuyền tới càng đông người dân càng tốt, và giúp cho những người yêu mến bóng chuyền Quảng Nam có cơ hội để xem trực tiếp các cô gái của đội tuyển bóng chuyền, cũng như là càng ngày càng yêu mến họ hơn. Vâng, vậy thì đây là một giải VTV Cup có thể được nói là khá thành công của ban tổ chức, và chúng tôi cũng rất mong muốn là khán giả hâm mộ bóng chuyền nói chung và tất cả những khán giả hâm mộ bóng chuyền ở Quảng Nam sẽ tiếp tục đồng hành với các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng nhớ rằng là các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam họ rất trẻ, năm nay mới chưa tới 22 tuổi, đúng không ạ? Và họ thực sự là những tài năng của bóng chuyền. Sẽ còn rất nhiều những cơ hội, thắng thì rất là tốt, nhưng kể cả thua thì cũng là những bài học, những kinh nghiệm rất quý báu. Và chúng tôi cũng sẽ có một món quà thay cho lời kết của những người làm chương trình để gửi tới quý vị khán giả, để thấy rằng các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ là giỏi trên sân đấu đâu, mà còn rất chuyên nghiệp ở trên sân khấu nữa, và họ cũng đã bộc lộ những tài năng tay trái của mình thôi. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với VTV Cup Tonase năm 2019 trong suốt một tuần đã qua. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tới trường quay và cũng đã chia sẻ rất nhiều những ý kiến cũng như là những nhận xét, những đánh giá để giúp cho giải đấu của chúng tôi ngày càng tốt đẹp hơn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu hát rất hấp dẫn của các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Rất là hay nhưng mà cũng hát cũng rất là khó. Quảng Nam chưa mưa mà đã thắm dù hồng đào chưa nhắm mà đã say, người đến đây
rằng em ơi sau này không đi theo nghiệp bóng truyền nữa thì đoàn sẽ giang rộng vòng tay để đón em về đội. Hát quá hay, Lý Tăng Tích. Người đến đây qua đây chỉ một lần, rồi cách xa ngàn năm vẫn còn vương vấn, vương vấn trong tim tình quê từng người, vương vấn trong tim tình quê từng người. Hay quá, cảm ơn Kim Thanh. Đất qua ngày nắng chưa mưa.